Rồi, xin chào anh em cuối tuần nha. Chúc anh em có một buổi sáng cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha anh em. Sáng hôm nay tiếp tục clip mấy cũ đến anh em nha. Còn hai con iPhone 4S này anh em. Anh em nào cần thì hú nha. 4S thì máy bên mình thì ngoại hình riêng á, nên là kính rồi nó không có một hai vết lông mèo, nhẹ nhẹ, còn lưng thì đẹp nha. Lưng thì cũng nhìn thấy đẹp. Con màu trắng, con màu đen. Đó. Nói chung là full chức năng. Mấy con 4S này thì cũng chả có gì. Anh em về xài máy phụ là chủ yếu. Nhưng mà được cái là nghe gọi cực rõ. So với máy trắng đen thì không bao giờ có vé với máy này nha anh em. Anh em về xài máy phụ nghe gọi cũng như xem YouTube cũng ok luôn. Lên mạng vẫn được anh em. Đó, mình xài bình dân thì chơi con này. 4S nguyên riêng. Máy kèm cái dây sạc. Mình bán là kèm một cái dây sạc cho anh em thôi nha. 24S mình thì đặc biệt không có kèm cục sạc. Và kèm cái dây sạc anh em về cứ cắm bất kỳ cục sạc nào vẫn sạc được nha. Kèm một cái dây sạc. Giá 570.000đ. iPhone 4S. 570.000đ kèm dây sạc, chưa bao ship nha anh em. Ship anh em chịu cho mình nha. Từ 30 cho tới 40.000đ thì ship tùy theo chỗ, tùy theo vùng. Ok, tiếp theo thì con Oppo Neo 5. Oppo Neo 5. Con này thì nguyên zin. Nguyên zin. Vỏ thì nhìn tương đối đẹp. Vỏ nhìn tương đối đẹp nha anh em. Lớp sau này là còn dán keo luôn mới ghê chứ. Còn cái miếng keo riêng luôn. Kính trước thì xước cực nhẹ luôn, nói chung là đẹp. Neo 5, màn hình 4.5, RAM 1, bộ nhớ 8, pin 2000. Giá ra đi cho anh em là 750.000 nha anh em, kèm sạc. 750k kèm dây sạc. Số điện thoại đặt máy bên mình là 0355 356 356 nha anh em. Anh em mua thì cọc trước cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 2 triệu. Và những máy trên 2 triệu thì cọc trước cho mình cái cạc Viettel 100k cho anh em. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ nữa là mình sẽ ship máy đi. Tiếp theo là con Rehab Rim anh em. Màn hình 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 8, pin 26. Máy riêng. Vỏ xeo xước sát nhẹ. Kính đẹp. Có dán cường lực rồi nha anh em. Con này 930.000đ kèm sạc. 930k R2 Brim G532 á, nó đấy. Tiếp theo thì một em Cool Bass. Vỏ xeo xước sắc. Kính đẹp anh em. Kính lông mèo cực nhẹ, vài cộng thôi. Con này thì màn hình của nó là 5.5 inch, RAM 2 bộ nhớ 16, pin 2.5. Giá ra đi cho anh em là 930.000 luôn. 930.000 luôn. À, đi nhanh luôn, con này xài rất là sướng nha anh em, rất là mượt, không vấn đề gì nha. Màn hình hiển thị đẹp. Oppo nội địa F3 Lite. Con này còn miếng dán màn hình chống trời luôn. Mua thì mình lột ra mình dán cơ lực cho anh em nha. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, máy nguyên riêng. Oppo F3 Lite là A57 đó anh em. Màn hình 5.2, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là 2.900. Giá nhẹ cho anh em thôi, 1.630.000, 1.630 cho một em máy nguyên riêng, màn hình sáng đẹp, xài rất là ok, 1.630 anh em. Redmi Note 4, đây là dòng của Xiaomi, máy nguyên riêng đẹp. Xiaomi Redmi Note 4, màn hình 5.5 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4.1, máy cực đẹp luôn anh em, pin 4.1 nha, pin trâu. Giá cho anh em là 1.630. 1.630 anh em. Máy rất là đẹp. Nguyên riêng full chức năng. 1.630. Kèm sạc cho anh em ha. Lạc vô một em HTC U11. Ngoại hình cũng còn ok luôn. Vài vết xước nhẹ nhẹ. Lần sau thì đã dán keo nha anh em. Ngồi lột ra thôi, còn mới đẹp. Kính dán cái lực rồi. Máy quá đẹp luôn. Con này chụp hình thì siêu đẹp rồi. Con này chụp hình không thể chơi được nha anh em. Vô thử camera cho anh em xem. Đó, nét kinh khủng khiếp. HTC hàng Âu.
U11 RAM 4 bộ nhớ 64. Pin 3000. Màn hình của nó là 5.5 inch nha anh em. Giá 2.630.000. 2630. Một em HTC siêu phẩm. 2630. Màn hình của nó là 5.5 inch. Hiển thị rất sắc nét. HTC U11 nha anh em. Huawei Nova 3i. Đẹp keng, màn hình 6.3. RAM 4 bộ nhớ 128. Bộ nhớ khủng hoảng luôn. Bộ nhớ 128. RAM 4GB. Pin 3340. Đó, màn hình máy cực đẹp ha anh em. Con này tính em giá nhẹ cực luôn, 2.550.000. 2550, anh em nào cần thì hú nha, một con duy nhất thôi. 2550. Con này máy đã quá rẻ rồi. Một em Nokia 6 nè anh em. Nokia 6 con này thì không thể so với mấy con bữa trước nha anh em. Con này quá đẹp nha. Con này thì đẹp keng sao em luôn. Kính lưng tầm 98 tới 99%. Đó, máy riêng 98 99. Nhưng mà ra giá thì yêu thương cho anh em luôn nha. Nokia 7.2. Màn hình quên, Nokia 6 chứ. Đẹp 98 tới 99. Màn hình 5.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Giá nhẹ cho anh em thôi, 1850. Mới keng nha anh em, nguyên zin mới keng. 185. Con này thì thực sự là nó quá đẹp luôn. 185. Tiếp theo thì con Xiaomi A2 này. A2 màu xanh. Xiaomi A2 máy đẹp. Anh em cứ nghiên cứu. Máy đẹp keng luôn. Màn hình 5.99, gần 6 inch nữa anh em. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3000. Pin 3000. Giá cực nhẹ cho anh em luôn, 2.2 triệu, đẹp keng nha anh em. Hạ quá trời con này cho anh em luôn rồi. 2.2 triệu. Đợt này nhập về giá rẻ anh em. Anh em cứ tham khảo, con này 2.2 triệu thôi. Kèm sạc, máy đẹp keng nguyên riêng. Nokia 7.2. Máy nguyên riêng, keng sao em luôn. Đó, anh em thấy cái độ mới đó này, đẹp tầm 99 là ok luôn. Thực sự anh em luôn, quá đẹp. Nokia 7.2 màu đen, huyền bí. Màn hình 6.18, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 3500 anh em. Giá cực nhẹ luôn. 2930, anh em cứ tham khảo nha. Giá quá nhẹ nhẹ cho anh em rồi ạ. 2.930.000 cho em Nokia siêu phẩm. Mới keng luôn. Đẹp tầm 98 tới 99 là vô tư. Kính không một vết xước, lưng thì keng sao beng. Đó, 4 camera, 32 camera, một mắt dưới, một cái đèn lát, tính là khoảng 3 camera, có vòng tay, máy như quay clip, không có vết trời, không vết trời thì nói hơi quá, nhưng mà lông chuột thôi chứ cũng không có tới lông mèo đâu, nó đẹp như thế này anh em, đó anh em thấy không? Đẹp kinh khủng khiếp, bốn mặt luôn, tứ diện cho anh em xem luôn, đó, 2930. Một em quá đẹp ấy. Con này này không thể chê được rồi. Tiếp theo thì em một tiếp theo Nokia nữa, 8.1. Cũng đẹp keng luôn. Đó. Anh em thấy con máy đã không? Mới luôn, con này lông mèo sao nhẹ vài cộng. Tứ diện lưng thì kính sườn đẹp. Đó. Bàn phím mới bấm cực nhẹ luôn. Máy con Nokia này xài rất là sướng. Nokia 8.1 đẹp keng sờ beng. Màn hình 6.18, RAM 4 64, pin 3.5 luôn. Con này là 2930 nha anh em. 2.930.000. Con 8.1 này. Rồi mình sót đi nha, cái con 7.2 này là 2.990 chứ không 2.930 nha em. Con Nokia 7.2 này, con này đây. Con này 2.990. Đó. Sót đi anh em nha, cực xin lỗi anh em luôn, tại vì con này
Nó còn rất là mới mà giá nó cao anh em. Và thôi, giữ nguyên giá cho anh em luôn, 29-30 luôn, đồng giá. Đồng giá với con 8.1 luôn. Một cặp anh em thích mua con nào mua. Một giá 29-30. Chơi luôn cho nó máu. Chủ nhật có cái đầu lên tay. 29-30 bán luôn cho anh em, kèm sạc, ship anh em tự chịu. Và một em Realme 5 Pro. Realme 5 Pro. Con này là RAM 4 của 64, màn hình 6.3, pin của nó là 4035. Realme 5 Pro máy cực đẹp. Dạng nắp sau dạng kim cương. Đó, kính thì không có trời rồi, quá đẹp luôn. Con này RAM 4 của 64 nha anh em. Giá con này cho anh em. Sao đường này hay ta, ba con máy đồng giá luôn. Con này cũng 29-30 luôn, bán cho anh em luôn. 2.9 330.000. Như nhau hết, ba con đồng giá hết, anh em thích con nào thì nói nha. Realme 5 Pro, con này xài cũng rất là sướng. Cũng RAM 464 luôn. Tiếp theo là máy gì đây? À, một em Ri 6 cộng anh em. Đây, Ri 6 cộng màu đỏ. Con này nếp sau đã dán keo cho anh em rồi. Có xước sát gì nhỉ? Ri 6 Plus. Đã dán cường lực. Bên góc đây là mình góc đây một đường chỉ nhẹ nha anh em, có một đường chỉ bể nhẹ góc góc suốt luôn này, không đáng kể, còn như đẹp kem. Đó, con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin 3.3, giá cho anh em là 1990 nha anh em, không thể rẻ hơn được nha. 1990 Ri 6 Plus nguyên zin, 1990 anh em là cần này hú nha. Một em Redmi Note 8 mới full box, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình của nó là 6.3. Đây, mình khui cho anh em xem luôn. Full box có ốp lưng luôn. Màn hình 6.3 pin 4000. Máy đen, màu đen đẹp cực đẹp luôn. À, máy quá đẹp. Giá cho anh em là 3250 nha anh em. 3.250.000. Như một con máy mới thôi, không khác gì hết. Máy này máy full hộp à. Hàng này là hàng thuộc dạng thanh lý siêu thị thôi, chứ không phải là hàng cũ. Chưa có người sử dụng luôn, mới kem. Quá đi, 3250. Đầu siêu phẩm, Redmi Note 8. Anh em nào cần hữu nha. Và con máy cuối cùng trong clip hôm nay là con Realme C3 full box. Con này thu lại hàng trả góp anh em. Con này hàng trả góp. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.5, pin 5000. Full box, kèm sạc cáp đầy đủ. Đây, một con máy mới keng luôn. Máy này bán mới luôn chứ cũ gì, con này không phải là cũ đâu nha anh em. Ừ, mình bán hàng xa cho anh em thôi. Realme C3 6.5, RAM 332, pin 5000. Giá 2250, quá bèo cho anh em luôn. 2250. Quá bèo nhiều, Realme C3. Clip này xin tạm dừng ở đây đi. Thân ái chào anh em. Hẹn clip những clip tiếp theo nha.